Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sóng Anime. Với một cậu nhóc nghịch ngợm và luôn tràn đầy năng lượng như Shin thì mỗi ngày đều là một ngày vui. Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ khi cậu trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, từ vui cho đến rất vui, hay vô tình gặp phải những tình huống dở khóc dở cười. Nghe tò mò lắm đúng không? Vậy thì còn chần chờ gì nữa? Cùng khám phá ngay với chúng tớ thôi nào! Tập phim Đời sống cá nhân của cô Yoshinaga. Mới sáng sớm Shin trông thấy mẹ đang cặm cụi viết gì đấy, lại còn viết rất nhiều nữa. Mon Men lại hỏi thăm, cậu được mẹ chỉ cho cách viết thư. Đây là những bức thư thăm hỏi họ hàng được gửi cho nhau mỗi mùa hè. Oh wow, thú vị quá mẹ nhỉ. Thế Shin có muốn viết không nào? Dạ không ạ. Biết thừa kiểu gì mẹ cũng chăm chăm đống thư và bỏ rơi mình. Shin nghĩ ra cách sang nhà cô Yoshinaga nhờ cô ấy. Cảm giác không lành rồi, buổi sáng chiêu chiêu của cô giáo chắc đi tong rồi đây. Đúng luôn, khi Shin gõ cửa, cô chưa cho vào mà cô cậu đã lách qua chui ngay vào phòng, phát hiện một đống lộn xộn, nào rác nào chuyện chất đầy. Shin làm hẳn một câu, thế này thì làm sao cô trở thành vợ được? Nghe thế, cô Yoshinaga cua tay nhét hết đống bề bộn vào trong tủ. Cô Yoshinaga hỏi lý do thật sự Shin qua đây làm gì. Cậu bảo mình đang trong kỳ nghỉ hè nên muốn đến thăm cô Yoshinaga, sợ cô bị cô đơn. Cô Yoshinaga vui hơn hẳn, hai cô trò ngồi tâm sự uống nước cam. Cô giáo hỏi thăm Shin sẽ làm gì vào kỳ nghỉ hè này. Shin bảo vẫn như bình thường thôi cô ạ, em chả có gì làm. Ngẫm nghĩ một lúc, Shin lại bảo muốn ngủ lại nhà cô Yoshinaga tối nay, sau đó còn giả say, đến gần cô rồi bảo em không muốn về nhà đêm nay. Trời ơi, em học mấy cái này ở đâu vậy hả Shin? Biết ngay kiểu gì cũng phải chịu thua Shin. Cô Yoshinaga tìm sự trợ giúp từ phụ huynh. Cô ấy gọi cho mẹ Mise để thông báo tình hình. Mẹ Mise rối rít xin lỗi vì để thằng con làm phiền cô giáo. Cô Yoshinaga trong lòng đồng ý lắm, nhưng vì lịch sự nên vẫn phải bảo không sao. Như chỉ chưa có thế, mẹ Mise chốt đơn luôn, cảm ơn cô chăm sóc cô Shin nhé. Xong rồi mẹ Mise hí hửng, đêm nay sẽ chỉ có hai vợ chồng ở nhà thôi. Hết cách, cô Yoshinaga đành phải để Shin ở lại một hôm. Và vấn đề bây giờ là bữa tối, không nấu được bữa ra trò, Shin sẽ bảo cô không làm vợ được cho xem, không khéo lại vận vào người. Sao trở thành người vợ tệ thì ẩu lắm. Thế là cô Yoshinaga tập trung nấu ăn, không để ý Shin đang lục lọi đồ đạc, lúc phát hiện ra liền dạy cho cô cậu một bài học. Tối đó cô đi mua bàn trà cho Shin, ở nhà có người gọi điện thoại đến nên Shin nghe giúp. Lúc cô về thì Shin bảo có người gọi tới làm phiền. Đúng rồi, cô cũng chúa ghét kiểu đấy. Thế người ta bảo gì? À, người ta bảo tên là Ishizaka Junichi, tên lạ quá em không quen, em cho chim cút luôn rồi ạ. Trời ơi, Shin ơi là Shin, cô lạy em, Shin không biết đó là người yêu của cô Yoshinaga à? Đến giờ tắm, hai cô trò tắm chung, mặt cô Yoshinaga trông buồn ơi là buồn. Shin hỏi cô làm việc ở trường mẫu giáo có vui không? Được quan tâm, cô vui hẳn lên, bảo lâu lâu thì cũng hơi cọc nhưng nhìn chung là rất vui. Tối đó Shin ngủ rất ngon, nhìn dáng vẻ đáng yêu của Shin, cô Yoshinaga cũng được an ủi phần nào sau khi chịu một ngày bị cô cậu phá đám. À thì cũng không đáng yêu cho lắm đâu, lăn qua lăn lại, đẩy luôn cô ngã khỏi giường rồi. Thôi, chúc cô Yoshinaga ngủ ngon nhé. Tập phim lại là bà cô tiếp thị. Shin đang chạy đi tìm Bạch Tuyết, hát om sòm lên rồi mà vẫn không thấy Bạch Tuyết đâu. Cậu mải tìm Bạch Tuyết mà không biết có một ninja đang dùng ẩn thân chi thuật theo dõi cái kia. Đó là bà cô có biệt danh quý cô tiếp thị đến từ địa ngục, Urima. Hôm nay mục tiêu của Urima là quay lại nhà Shin, thanh minh giới tính của mình để gỡ bỏ hiểu lầm và bán cho bằng được sách mẫu giáo cùng CD dạy trẻ. Khi đó Shin sẽ bị mắng cho một trận và khóc toáng lên cho coi. Nghĩ thế thôi Urima đã cười đầy nham hiểm. Tiện có anh cảnh sát đứng ngay sau, anh này thì quá quen rồi. Đây là lần thứ 3 Urima xuất hiện tại khu phố Kasukabe. Kỷ niệm mấy lần trước thì khỏi nói, kết quả lần nào cũng phải lên đồn vì những hiểu lầm. Lần này cũng không thoát được, trông Urima nguy hiểm quá. Anh cảnh sát bế luôn về đồn hỏi thăm ăn bánh uống trà. Mãi lúc sau khi chứng minh được rằng mình minh bạch, Urima mới được thả đi. Đã không biết phải tìm Shin ở đâu thì cậu tự xuất hiện luôn. Urima bắt lại, bảo Shin dẫn về nhà và bảo đảm hộ mình rằng mình là người tốt, không phải người đáng nghi. Shin đồng ý, nhưng mà bây giờ Shin đang đi tìm Bạch Tuyết. Nghĩ bụng, nếu mà giúp Shin tìm được chú cún, có khi bán được cả đống hàng luôn đấy chứ. Thế là Urima theo Shin đến công viên chơi, vì Shin bảo đây là chỗ cuối cùng nhìn thấy Bạch Tuyết. Tìm như nào bây giờ, hay là dùng món Bạch Tuyết thích nhỉ? Ờ ha, ý hay đấy. Urima nhìn về phía tiệm đồ ăn cho thú cưng. Ờ không phải, tiệm bánh bên này mà cô ơi. Thế cũng được nữa à? Urima mua hai cái, Shin ăn hết sạch luôn. Lúc này Shin bảo chia nhau đi tìm. Urima tán thành, Shin vụt cái chạy mất. Khoan đã, như này thì khác gì mấy lần trước đâu. Để đảm bảo, Urima gắn thiết bị theo dõi lên người Shin, sau đó ung dung vì nghĩ rằng cậu trốn đi đâu cũng tìm được. Nhưng mà đời đâu như là mơ, hóa ra Shin và Bạch Tuyết chơi trốn tìm, chứ không phải Bạch Tuyết đi lạc đâu, làm người ta tưởng cún mất tích cơ. Shin đã phát hiện ra chỗ trốn của Bạch Tuyết, bây giờ đến lượt Shin đi trốn. Trong lúc chạy đi trốn, máy định vị rơi ra, con bồ câu nhặt được rồi bay mất, sau đó làm rơi xuống cống, đến miệng con chuột, rồi con chuột bị mèo đuổi. Cứ thế Urima chạy theo phát mệt, lang thang dưới cống cả buổi. Đến lúc gặp được Shin thì Urima cũng tơi tả rồi. Lại một ngày mệt nhọc mà không bán được hàng trôi qua. Nhưng lần này Urima không còn bực tức nữa mà chỉ nhẹ nhàng hẹn lần sau sẽ quay lại. Nói với Shin rằng cô chỉ muốn được gặp mẹ cháu, mà cháu cũng phải trở thành một cậu bé ngoan đấy nhá. Ờ, sao nghe cứ như cuộc chia tay quyến luyến thế nhỉ? Thôi không sao, chắc chắn Urima còn quay lại phục thù mà.
Đến khi nào chứng minh được giới tính của mình cho cả khu phố nhà Shin và bán sạch hàng thì Urima mới thỏa mãn. Tập phim Mùa máy lạnh. Vào những ngày hè như này, chúng ta sợ mất điều gì nhỉ? Đó chính là cái nóng. Và mẹ Mise vừa làm hỏng cái quạt xong, bố sửa cả buổi sáng mà vẫn không được, đành phải bỏ cuộc rồi đấy. Mà đâu phải lỗi của mẹ, nhớ lại đi Shin, xem tất cả là tại ai. Sáng sớm nay nóng quá không ngủ được, Shin lăn lộn phá phách, phang trúng cái quạt rơi vào mẹ. Mẹ chỉ phản xạ thôi, kết quả là bày luôn cái quạt, thật đáng sợ. À, đằng nào cái quạt duy nhất trong nhà cũng đã hỏng, mẹ Mise đề xuất mua một cái máy lạnh luôn, chắc chắn sẽ dễ chịu lắm đấy. Chứ cứ như thế này thì chỉ cần lau mồ hôi thôi đã vắt ra cả số nước rồi. Shin đồng ý luôn, nài nỉ bố mua ngay một chiếc không thì nóng chết mất. Lúc đầu bố cũng đắn đo vì chi phí đắt lắm. Cuối cùng cũng đồng ý vì mẹ bảo, bây giờ mà đợi tiệm sửa cho cái quạt thì rất lâu, mà chi tiền đi du lịch tránh nóng thì còn tốn hơn nhiều. Bố mẹ Shin đến khu phố điện máy nổi tiếng bán đồ giá rẻ hơn ở siêu thị. Ở đây bày bán rất nhiều sản phẩm, có cả chiếc máy quay đời mới nhất mà giá cũng rẻ hơn gần một nửa trong siêu thị. Cả nhà bị thu hút bởi các mặt hàng hay ho ở đây. Mãi mới đến khu máy lạnh, Shin với cái điều khiển bấm bấm tí là dùng được máy lạnh ngay. Bố mẹ thấy thế khen Shin tới tấp. Shin bảo nhà Nene cũng có một cái từ lâu rồi ạ. Lúc này chị nhân viên đến tư vấn. Mẹ Mise sợ quê liền bảo tới để mua một cái thay cái ở nhà mới bị hỏng. Shin thấy mẹ nói dối liền kể sạch chuyện sáng nay ra. Bố mẹ quê quá phải bỏ chạy đi tiệm khác. Tại đây, anh chủ tiệm giới thiệu mẫu mới nhất năm, giá lại rất hời, cơ mà thấy giá đấy vẫn còn cao quá. Mẹ Mise trả giá thêm một ít, anh chủ tiệm nhất định không giảm, bảo đây là giá chốt rồi. Tự nhiên Shin oản tù tì một cái, ra kéo, anh chủ tiệm cũng bị cuốn theo mà ra bao. Thua rồi, anh chủ tiệm đành phải giảm thêm cho nhà Shin. Từ từ đã, mẹ để ý được một chiếc cũng giống giống thế, nhưng giá lại rẻ hơn. Tại sao vậy nhỉ? À, đó là mẫu mã của năm trước, sang năm nay thì rẻ hơn. Giá là thế, mẹ kéo bố ra một góc hội ý. Nếu kiên nhẫn chờ sang năm sau, mẫu kia sẽ giảm giá. Khi đó mua cũng được, tiền này đi tránh nóng vẫn còn thừa cho mẹ mua quần áo. Rồi sau đó cả nhà kéo nhau đi ăn kem và quyết định chi tiền đi du lịch tránh nóng. Tập phim Tới đồn cảnh sát. Một buổi sáng đẹp trời, bố Hiroshi định đi đâu đó và không muốn cho ông con đang ngủ say biết, nên đã lẻn đi khi Shin vẫn còn đang say giấc. May thật, mẹ biết thừa nếu Shin mà dậy thì sẽ đòi đi cùng cho bằng được, xong rồi kiểu gì cũng nghịch cho mà xem. Mẹ đi phê quần áo nhưng chợt nhận ra, sao hôm nay Shin ngủ mãi chưa dậy nhỉ, muộn hơn cả mọi ngày nữa. Vì thắc mắc nên mẹ đã vào lay cu Shin dậy, kết quả phát hiện ra bên dưới lớp chăn chỉ có con chim cánh cụt bông, con Shin đã chui lên xe bố từ lâu rồi. Trên xe, đúng như nỗi lo sợ của mẹ, Shin vừa xuất hiện đã nghịch ngợm, lấy quyển truyện che mắt bố, tí thì hai bố con đang xuất luôn. May mà bố dừng được xe bên lề đường. Shin hỏi bố hôm nay đi đâu mà lén lút thế, bố bảo đến đồn cảnh sát. Cô Shin tưởng bố đi đầu thú nên ra sức năn nỉ bố ở lại với mình, đừng vào tù làm gì cho khổ. Trời ơi, bộ người nào đến đồn cảnh sát đều đi đầu thú hết hả? Hơn nữa bố có mắc tội gì đâu, chỉ là hôm nay bố đi đổi bằng lái mới. Trước hết, bố cần đi chụp hình thẻ để làm giấy tờ đã. Bố Hiroshi vào buồng chụp hình và bảo Shin đứng ngoài đợi. Nhưng chỉ vừa đút xu vào máy, đã thấy cu cậu ngồi sẵn lên đùi bố và tạo dáng. Bố đã bảo để không phải chụp ảnh gia đình, nhưng Shin vẫn cứ cố chấp, thế là bị bố đá ra ngoài. Cảm thấy ổn rồi, bố bấm nút và bắt đầu tạo dáng. Shin nhanh nhẹn chùi vào khung hình, thành phẩm cho ra không cái nào dùng được, toàn ảnh tấu hài của Shin với bố. Bây giờ chụp lại nghiêm túc, Shin ngoan ngoãn nghe lời bố, không chu vào trong làm phiền nữa nhé. Nhưng đến lúc bố tạo dáng thì Shin nói, cười lên nào, bố lại cười theo. Đi tong một lượt chụp nữa, vì ảnh thẻ làm giấy tờ không được phép cười. Cứ như này không ổn rồi, phải đi chụp ở tiệm thôi, để xem chọn tiệm nào đây. Bố định vào một tiệm bình thường, thì Shin kéo bố sang một tiệm khác vừa khai trương, đang có hai chị gái xinh đẹp đứng mời khách. Được cả bố lẫn con, cuối cùng có hình ổn áp thật, nhưng giá chát quá, mặt bố ủ rũ hết cả. Chưa bao giờ đi làm ảnh thẻ mà gian nan thế này. Sau đó hai bố con đến đồn cảnh sát, được một cô cảnh sát hướng dẫn các bước điền thông tin. Shin gọi bố như muốn thì thầm gì đấy, nhưng bố không nghe được, kêu Shin nói to hơn chút, thì Shin bảo cô này cũng xinh, nhưng mà thái độ quá. Trời ơi, mọi người nghe hết luôn rồi, làm bố xấu hổ không biết trốn đi đâu. Đã thế đến lúc bố làm thủ tục nhận dạng, Shin lại để ý thấy vết hickey trên cổ cô cảnh sát rồi hỏi to. Cô ơi, cổ cô có vết gì đỏ đỏ như côn trùng cắn kìa, khiến cô cảnh sát không thể nào tập trung làm việc được. Cô ghim Shin lắm rồi đấy nhá. Cuối cùng bố đã có được bằng lái mới, nhưng điều bố mong ước bây giờ là không bao giờ gặp phải xe đi tuần của cục cảnh sát đó, nếu không thì mệt lắm. Tập phim Đi dã ngoại bắt côn trùng. Chiều nay Ma Sâu và Bo đến nhà Shin cầm theo mấy cây vợt. Thì ra hôm nay ba người bạn có cuộc hẹn đi bắt côn trùng, nhưng mà Shin chuẩn bị gì mà lâu thế nhỉ? Trời ơi, thì ra cậu ấy tốn thời gian lục lọi cái mũ của mẹ để đem đi chống nắng. Mẹ lại đấm cho mấy phát bây giờ, cả kính dâm nữa. Mấy món này mẹ săn rêu mãi mới được, Shin đem đi chơi thì hỏng hết. Shin thầm thì kêu mẹ thật độc ác, nhưng mẹ đã nghe thấy,
kết quả là bị véo sưng mặt luôn. Như mọi lần Masao luôn là người dẫn đoàn, đặc biệt hôm nay cả nhóm sẽ đến một chỗ mới có rất nhiều côn trùng. Đây là chỗ Masao phát hiện ra nên cậu căn dặn các bạn, không được nói cho ai biết. Cả ba sau đó móc ngoéo và hát bài lời hứa để đảm bảo không ai làm lộ bí mật. Nhưng mà Shin vừa thấy một chị gái xinh đẹp đi ngang qua. Cậu liền hỏi ngay, chị có muốn biết chỗ bí mật có rất nhiều côn trùng lạ không ạ? Em dẫn chị đi nhé. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Cả nhóm đã đến nơi, Masao lấy ra món vũ khí bí mật giúp dụ côn trùng đến. Nhưng trước hết cần tìm một cái cây thích hợp đã. Masao giao lại cái lọ cho Shin, còn cậu và Bo sẽ đi tìm cây. Lọ này là lọ gì mà hữu dụng thế nhỉ? Shin chấm mút một cái, phát hiện nó là mật ong. Sau đó như nào thì các bạn cũng biết, lọ mật ong chỉ còn là cái lọ rỗng. Masao hỏi Shin mật ong đi đâu hết rồi. Shin chỉ vào bụng bảo, chỗ này nhiều mật ong này. Masao tuyệt vọng, khóc òa lên bắt đền Shin. Bo liền trấn an các bạn, bảo rằng thật ra côn trùng ít xuất hiện vào buổi chiều lắm, chỉ có tối hoặc sáng sớm thôi. Shin bảo thế thì côn trùng cũng giống mẹ ta rồi, lúc nào cũng ngủ vào buổi chiều. À thì đúng thế thật mà. Nhóm bạn giải quyết bằng cách đổi địa điểm và chủ động đi tìm. Giữa đường Shin than khát, vừa hay Masao có bình nước, Shin tu phát hết luôn. Uống xong Shin lại than đói, thế là nhóm bạn phải nghỉ chân để ăn. Ăn no xong cả bàn lăn ra ngủ. Lúc này có một con chuồn chuồn làm Shin tỉnh giấc, cu cậu vơ lấy cây vợt của Masao để bắt nó. Cuối cùng lại làm rách luôn cây vợt. Masao bất lực với cậu bạn siêu báo. Nhìn bạn khóc, Shin thấy có lỗi lắm. Cậu chạy ra cái cây đạp cho phát để lũ côn trùng dậy. Một con bọ cánh cứng rơi vào áo Shin, cuối cùng cậu cũng bắt được và tặng lại cho Masao. Masao vui vẻ và khen Shin đúng là chuyên gia bắt côn trùng. Tập phim giúp đỡ mẹ Mise. Bố vừa đi làm về, Shin đã chạy ra bảo bố đi làm cẩn thận nhé. Trời, con muốn đuổi bố đi hả? Shin đùa thôi mà, bố chả biết đùa gì cả. Sau đó Shin đi chỗ khác chơi. Lúc này, bố để ý nhà cửa sao mà bừa bộn quá, đồ đạc ở khắp nơi, cứ như cả ngày nay mẹ không dọn dẹp gì ấy. Mẹ Mise đang nấu cơm, bố Hiroshi chê nhà cửa bề bộn làm bố mất hết cả hứng ăn tối rồi. Mẹ vội vàng giải thích, thật ra không phải mẹ không dọn, mà là dọn mãi không được ấy chứ. Vì đang trong kỳ nghỉ hè nên Shin không đến lớp, cả ngày ở nhà nghịch ngợm. Mẹ vừa dọn sạch sẽ xong thì cậu chơi đùa với Bạch Tuyết lại làm bẩn như cũ, hoặc không thì Shin cứ đòi mẹ làm bánh, hoặc vì chơi với Shin nên mẹ không thể yên ổn làm việc nhà được. Công nhận, bố để ý thấy mấy ngày nay trông mẹ mệt mỏi hơn hẳn. Mẹ than kỳ nghỉ hè dài quá, mãi không hết. Shin bảo có dài đâu, cô Yoshinaga suốt ngày than ngắn kìa mẹ. Thì tất nhiên rồi, cùng một lý do hết đấy ông tướng ạ. Tại ai mà mẹ và cô giáo phải mệt mỏi thế chứ? Hôm sau, mẹ bắt tay vào dọn nhà. Nhưng lần này không thể làm một mình như mọi ngày được, phải cho Shin dọn cùng thì may ra mẹ và căn nhà mới được yên ổn. Còn tốt cho cu cậu nữa. Nghĩ là làm, mẹ gọi Shin đến và giao cho Shin nhiệm vụ tự dọn dẹp đống đồ chơi, nếu không sẽ không được ăn vặt. Shin khí thế lắm, quyết tâm dọn sạch là mẹ cũng yên tâm đi làm việc khác. Một lúc sau Shin gọi mẹ ra xem, mẹ Mise nghĩ rằng Shin muốn khoe thành tích dọn dẹp nên hí hửng lắm. Cuối cùng mẹ nổi cơn thịnh nộ vì Shin không dọn mà còn bày thêm. Mẹ cốc đầu Shin một cái để Shin nghiêm túc hơn, thế là cu cậu nghĩ ra cách này rất thông minh đấy nhá. Lấy thùng đựng ủi vài vòng, gom gọn đồ chơi vào một chỗ. Cơ mà Shin không làm đến nơi đến chốn gì cả, đẩy đống đồ vào một góc như bãi rác. Kết quả lại tiếp tục bị mẹ mắng một trận. Đến việc hút bụi, Shin vẫn phá phách không để mẹ yên, chiếm hết chỗ không cho mẹ hút, lại đến leo lên cái máy làm mẹ không làm được. Bực quá, mẹ giao cho Shin hút bụi luôn. Những công việc sau đó, Shin đều tham gia giúp mẹ. Tuy có hơi thiếu tập trung một chút, nhưng sau cùng cả nhà cũng sạch bóng, mọi thứ ngọn gàng ngăn nắp. Mẹ Mise tự tin khi bố Hiroshi về sẽ bất ngờ lắm cho mà xem. Shin phán ngay một câu, thật ra trông vẫn như mấy ngày thường mà Shin đi học thôi mà, ngày nào mẹ chả dọn, là mẹ cụt cả hứng. Tối hôm đó bố về, mẹ niềm nở ra chào đón. Bất ngờ hai vợ chồng nghe tiếng đổ vỡ trong nhà, chạy vào xem thì thấy chai bia đổ đầy ra sàn. Thì ra Shin muốn lấy bia cho bố, nhưng vì còn nhỏ quá nên cu cậu hơi vụng về. Tuy nhiên sau đó Shin cũng được rót bia mời bố và được bố khen ngoan, biết ở nhà giúp đỡ mẹ. Cả nhà sau đó vui cười rất hạnh phúc. Tập phim đi đổ xăng. Bố đang rửa xe trong sân, nhà hết dầu mè rồi. Mẹ muốn nhờ Shin đi mua mà không thấy cậu ta đâu cả, chắc lại chạy tót đi chơi rồi. Bố mồ hôi mồ kê nhễ nhại, vừa đặt mông ngồi xuống đã bị mẹ nhờ đi mua đồ. Thôi được, cái gì cũng đến tay bố, để bố lái xe đi mua vậy. Xe vừa rửa sạch bong sáng bóng, ra đường tự tin hẳn. Vừa mở cửa xe, bố đã thấy Shin ngồi thắt dây an toàn sẵn sàng. Lúc mẹ nhờ thì trốn, mà thấy được đi xe với bố sao nhanh nhẹn thế.
Trên đường, Shin liên tục đặt ra những câu hỏi cho bố. Cửa hàng xăng hôm nay căng băng rôn kỷ niệm ngày thành lập. Đúng lúc xe cũng gần hết xăng, hai bố con liền tạt vào đổ xăng. Shin cũng tò mò muốn xem cửa hàng xăng như thế nào. Trong lúc đợi, bố con Shin vào trong ngó nghiêng một chút. Vừa bước xuống xe đã có một chị nhân viên xinh đẹp bê nước trái cây và khăn ra phục vụ. Dịch vụ ở đây chu đáo ghê ha. Shin chạy lại uống nước, tình cờ phát hiện chị nhân viên là người quen mà. Nhìn thấy Shin, sắc mặt chị thay đổi hẳn. Gặp lại thằng nhóc củ khoai kiểu gì cũng có rắc rối cho mà xem. Chị đã cố tỏ ra thật hiền lành và chuyên nghiệp rồi, mà Shin cứ cố tình để chị phải lộ bản chất thật. Muốn tụt quần thì mời về nhà, thật không ra thể thống gì. Thấy mình lỡ lời, chị phải khống chế để không làm bố Hiroshi phật ý. Khách hàng là thượng đế mà. Trong lúc chị kiểm tra xe, bố dắt Shin vào cửa hàng gần đó mua dầu mè cho mẹ. Chứ để cậu cứ đứng quấy rầy chị làm việc thế này thì ngại quá. Đang kiểm tra xe thì Shin lại đến phá đám. Đi ra ngay, đừng phá hoại nữa. Đã ai làm gì đâu, em đứng xem cho không được à? Chị đang làm việc mà Shin cứ đứng bên cạnh nói linh tinh, khiến chị không tập trung được. Ra kia ngồi một chút được không em ơi? Shin đồng ý thì dễ thôi, nhưng nếu muốn nhờ người khác làm gì thì phải nói làm ơn chứ ạ. Shin cứ đứng vặn vẹo làm chị mất kiên nhẫn, tức quá đập một phát, thay vì bơm lốp xe thì lại xì hơi. Phải làm lại từ đầu rồi, mệt ghê. Chị nghĩ ra một cách, lấy một quả bóng bay làm quà cho Shin chơi. Không, em thích quả to đùng kia cơ. Nhưng quả đấy thì sao mang về được hả? Cũng hợp lý, thế Shin tạm lấy quả bé này vậy. Thấy nhân viên cứ đứng nói chuyện với Shin, chị liền bị quản lý nhắc nhở là lười biếng. Thật oang uổng quá mà. Trong lúc chị làm việc, Shin cứ bám dính theo để nói chuyện. Vừa nói vừa ôm chân thắc mắc, chị phải lên làm part time vì shopping hết tiền đúng không ạ? Toàn tự suy diễn thôi. Trong lúc đẩy Shin ra, chị vô tình làm đổ xô dầu lên xe. Rắc rối lớn rồi, đúng lúc này bố đi ra. Trời ơi, cái xe kỳ cọ mất bao nhiêu lâu rồi thành ra thế này. Thế là chị bị quản lý cho thôi việc. Ở mức đến nhà Shin ăn cơm chan nước mắt, còn ông tướng cứ tỏ ra hồn nhiên như không, còn tận tình mời chị các món ngon. Mọi chuyện rắc rối đều từ ông mà ra đấy, cô sinh viên nghèo đi kiếm tiền mà cũng không được yên thân. Tập phim Phát điên vì dưa hấu. Một ngày nọ, nhà Nohara nhận được thư và bưu phẩm từ ông nội. Shin không biết chữ nên không rõ trong thư viết gì, cậu quyết định bóc hộp quà ra luôn. Ông bà nội gửi đến rất nhiều dưa hấu, mẹ Mise về đến nhà, bất giác thở dài. Thật bất ngờ, mẹ cũng vừa mua hai quả dưa hấu vì đang được giảm giá mạnh. Bưu kiện đến sớm hơn một chút có phải mẹ đỡ tranh giành như đi đánh trận trong siêu thị không? Cô Shin vừa nhảy vừa hát chế giễu người mẹ tham lam của mình. Không ngoài dự đoán, cậu ngay lập tức nhận cái véo thần trưởng của mẹ. Ồ, bố Hiroshi đã đi chơi golf về. Bất ngờ tập 2, bố đã trúng giải nhì từ dưới lên và được tặng hai quả dưa hấu. Tổng kết, nhà Nohara có 7 quả dưa. Chúc mừng, hôm nay sẽ có một bữa tiệc dưa hấu. Mẹ Mise có một ý tưởng chưa bao giờ lỗi thời, tặng cho hàng xóm. Shin được mẹ giao nhiệm vụ ship dưa hấu. Ok, phí giao hàng là 500 triệu yên. Thằng con thật là biết tranh thủ quá mà. Đi ngay trước khi mẹ cho ăn đấm bây giờ. Điểm đến đầu tiên là cô giáo. Shin giới thiệu mình là một cậu bé vô danh. Đến nhà người khác thì phải giới thiệu lịch sự chứ. Ở trường cô dạy như thế nào hả? Chỉ mài nói tào lao. Hình như Shin đã quên béng mất nhiệm vụ của mình là gì rồi. Phải tặng gì nhỉ? Hình như là cái chổi. Chổi này là đồ của cô dựng ngoài cửa mà. Đã đến tận đây thì cô tặng Shin đặc sản quê hương nhá. Về đến nhà, mẹ la thất thanh. U là trời, lại là một quả dưa hấu sao? Cô nói đây là một quả dưa hấu đặc biệt nên Shin mới nhận ạ. Vậy dưa hấu nhà mình Shin mang đi đâu rồi? Đừng hỏi Shin những điều mà mẹ đã biết sẵn, cô trả lời. Số lượng tăng lên thành 8 quả. Đến là trầm cảm, hay để Shin đem tặng các bạn nhỉ? Thôi thôi, giao cho ông kéo lại mang thêm về nhiều hơn. Mẹ Mise nghĩ, việc mang cho không cần thiết nữa, nhà mình sẽ ăn hết chỗ dưa hấu này luôn. Buổi chiều mẹ gọi cả nhà ra ăn cơm. Ô kìa, bữa cơm hôm nay lạ quá, một bàn dưa hấu, cả nhà ăn khỏe và nhớ. Bạch Tuyết cũng bị ảnh hưởng bởi cơn bão dưa hấu này, cậu đứng lặng đi nhìn bát thức ăn. May mắn là dưa hấu thật sự ngon, cô Shin dùng hạt dưa bắt trước khuôn mặt của bố. Ui, giống như hai giọt nước, còn vỏ để làm body của mẹ. Ông con tếu thế này cũng vui cửa vui nhà ghê. Bố Hiroshi chơi trò súng bắn hạt với Shin, đương nhiên là bố bại trận rồi. Shin là trùm trò này đấy. Bạch Tuyết vẫn bị sốc cho bữa ăn của ngày hôm nay, đứng ngẩn ra nhìn khiến đàn kiến bò qua thức ăn của mình. Cả nhà đã no căng rốn, giải quyết được hai quả cũng là một thành tích đáng tuyên dương. Rồi ba ngày tới cũng vẫn tiếp tục như này sao? Bố lo lắng. Làm gì lâu tới vậy? Mẹ tính rồi, với tiến độ như này thì chỉ một ngày nữa sẽ hoàn thành thôi. Trời, cả nhà phải ăn ba bữa một ngày đều là dưa hấu sao? Trong lúc đang chán nản, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Tin tốt đến đây, đó là cuộc gọi từ Action Mall, nơi Shin đã tham gia cuộc thi vẽ vào mùa hè. Shin đã trở thành quán quân, trông nhìn nhố suốt ngày thế thôi, chứ cũng ra gì vào này nọ phết. Mẹ Mise nghĩ rằng có vẻ như 5 cân thịt bò bít tết sẽ ở đây vào ngày mai. Bố rất vui vì có thể thoát khỏi dưa hấu được rồi. Dưa hấu thì vẫn phải ăn, nhưng sẽ là món tráng miệng thôi. Hoan hô, Shin đã giải cứu gia đình khỏi cơn bão này. Rất nhanh giải thưởng đã về đến nhà. Mẹ hồi hộp mong đợi đó là miếng thịt thật to. Có một bức thư chúc mừng Shin, giải thưởng đã thay đổi sang dưa hấu loại 1. U là trời, thịt bò đã bị đổi thành dưa hấu ư? Tận 5 quả nữa chứ. Tuyệt vời làm sao. Hôm nay ăn dưa hấu, ngày mai ăn dưa hấu, ngày kia vẫn dưa hấu, thật là chuỗi ngày vô tận.
chắc sau thời gian này, nhà Nohara sẽ cạch mặt dưa hấu đến già mất thôi. Tập phim Bố Dưa Hấu. Một ngày đẹp trời, Bạch Tuyết đang ngủ trong vườn sau khi đánh chén dưa hấu. Shin đã về, bắt đầu diễn kịch một mình, tự chào tự trả lời nhại theo kiểu mẹ Mise hay nói. Đúng là đủ kỳ quặc, mẹ cạn lời. Shin ôm chân mẹ lèo nhèo muốn ăn bánh. Mẹ buồn ngủ lắm, nên Shin tự lấy ăn đi, không ai phục vụ đâu. Ngủ coi như là công việc của mẹ, không ngạc nhiên khi mẹ có cái bụng lớn thế mà. Đừng tưởng mẹ đi xa rồi mà không nghe thấy nhá, cái giá phải trả cho việc nói xấu mẹ là ăn thần trưởng nhéo má. Shin mở tủ lạnh ra tìm bánh nhưng không thấy. Ô kìa, ra là bánh đã bị thay thế bằng dưa hấu mất rồi. Lại là dưa hấu, nhìn lại thấy sợ. Shin chạy về phía hộc tủ, tìm kiếm một thứ gì đó. Vừa ăn bánh gấu vừa xem phim Action Kamen thì còn gì tuyệt vời hơn. Trong phim, siêu nhân đang dạy bổ dưa hấu cho Mimiko. Chỉ một vài bước đơn giản, Action Kamen đã bổ thành công mấy chục quả dưa hình tròn thành những miếng nhỏ đầy khéo léo. Ngầu quá trời, Shin cũng phải học cách bổ dưa hấu thôi. Nói là làm, cậu lấy một quả dưa to và một cây gậy đánh gôn khá ổn. Sẵn sàng, bắt đầu nào. Mẹ Mise đang nằm ngủ trên sàn. Vì lấy áo của mẹ che kín mắt nên Shin không xác định được đúng vị trí quả dưa. Xém chút nữa là đập cây gậy vào mẹ. Còn với cái, chỉ báo là giỏi. Nhờ phản ứng nhanh lẹ từ thời chơi bóng rổ, mẹ đã đỡ thành công. Shin cho rằng thật đáng tiếc nếu không dùng người lớn tuổi chơi cùng mình, nên Shin mới chơi gần chỗ mẹ mà. Mẹ cố gắng giải thích sự nguy hiểm trong trò chơi của Shin và thêm một điều khoản mới trong luật gia đình, điều số 58, không được chơi bổ dưa hấu gần người đang ngủ vào buổi trưa. Vậy còn ngủ chiều và tối ạ? Tất nhiên là không được. Thêm luật thứ 59, không được chơi bổ dưa hấu gần người đang ngủ vào bất cứ thời gian nào trong ngày. Thấy Shin hào hứng muốn chơi quá, mẹ quyết định khi bố đi làm về, cả nhà sẽ cùng chơi bổ dưa hấu. Chiều đến, nhà Nohara bắt đầu chơi bổ dưa trong sân. Mẹ Mise chơi đầu tiên với tiếng hò reo và chỉ dẫn của cô Shin và bố. Do bị bịt mắt nên mẹ đã đập vỡ nhà của Bạch Tuyết mất tiêu. Ăn được miếng dưa lại mất công đi sửa nhà cho Bạch Tuyết, đến mệt. Tới lượt bố, quay trái quay phải rồi ngay lập tức đập vào cột treo quần áo, đen ghê cơ. Bạch Tuyết cũng được chơi. Tiếc quá, do không đủ sức cắn gậy, cậu quay tròn rồi lăn vào quả dưa. Ba người thất bại rồi, cuối cùng còn mỗi Shin. Cậu loạng choạng suýt đập vào bố và Bạch Tuyết rồi ngã lăn ra đất, bất ngờ lại đập trúng quả dưa. Chính vì vậy, Shin là người chiến thắng trò chơi hôm nay. Cả nhà Nohara vui vẻ cùng ngồi ăn, tận hưởng hương vị thanh mát của mùa hè. Ăn dưa theo cách này ngon hơn hẳn. Nếu Shin thích thì còn mấy quả nữa cần xử lý đấy. Mai lại chơi nhá, đồng ý không nào? Và đó là những câu chuyện thú vị của Shin ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi tới tận phút cuối này. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký kênh ủng hộ cho chúng mình nha. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video tới. Yeah, mata ne.